khói bụi gây ra ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, hoạt động xe cơ giới đông đúc gây ra ô nhiễm tiếng ồn, mật độ xây dựng nhà cao tầng lớn, dân cư tăng đột biến dẫn đến sự ngột ngạt trong môi trường sống, tất cả đang trở thành vấn nạn tại các thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó xu hướng di dân từ thành phố về các tỉnh vùng ven đang trở thành giải pháp tối ưu. Tại phía tây thành phố Hồ Chí Minh có một nơi năng động tràn đầy dưỡng khí, với không khí trong lành, con người hiền hòa đã tạo nên Tân An, thành phố trẻ thuộc vùng đất chín rộng tỉnh Long An. Thành phố Tân An là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An, là vùng kinh tế trọng điểm có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua. Từ thành phố Tân An dễ dàng kết nối đến ba vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua các tuyến đường huyết mạch như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức Long Thành, vành đai 4. Kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau thông qua các tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1A, sông Vàm Cỏ Tây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ hình thành trong tương lai và các đường nội tỉnh như DT828. Giao thương với vùng biên giới Campuchia bằng các tuyến đường quốc lộ 62, DT833, quốc lộ N2. Theo thống kê năm 2019, toàn thành phố có số lượng dân gần 200.000 người. Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030, dân số đô thị đạt 250-280.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 80-90%. Ngoài ra, ước đạt thu nhập bình quân đầu người 227 triệu đồng trên người trên năm, cùng mục tiêu đó là tổng nguồn vốn huy động phát triển kinh tế xã hội của thành phố khá hơn với 62.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 30%. Nơi đây cũng đang gấp rút hoàn thiện các tuyến đường huyết mạch nhằm nâng cao diện mạo phát triển vững mạnh. Trước tiềm năng đó, bất động sản được hình thành mạnh mẽ với các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và các khu đô thị khép kín được quy hoạch bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu sống của người dân hiện đại. La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển, một trong những dự án góp phần nâng cao nhịp sống phồn hoa cho thành phố. Ngự bên dòng sông Vàm Cỏ Tây hiền hòa, hơn 800 căn biệt thự nhà phố của dự án được xây dựng cùng tổ hợp tiện ích đẳng cấp khởi sinh cho nguồn sống mới tại nơi đây. Dự án nằm liền kề khu hành chính tỉnh, 3 phút đến Copmark, Vincom, chợ Phường 6, 5 phút đến trường tiểu học Tân An, trường tiểu học Cần Đốt, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường cao đẳng kinh tế Long An, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học kinh tế Long An, trường cao đẳng nghề, v.v. 5 phút đến sân vận động Long An, bệnh viện đa khoa Long An, trung tâm y tế dự phòng. 5 phút đến ngân hàng Agribank, ngân hàng VietinBank, ngân hàng Sacombank, ngân hàng BIDV, ngân hàng VPBank. 45 phút đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất. 120 phút đến sân bay quốc tế Long Thành. Không chỉ sở hữu tiện ích liên kết vùng đa năng, La Villa Green City còn thừa hưởng tiện ích nội khu lần đầu xuất hiện tại thành phố Tân An với công viên ven sông dài gần 1.000 m², được tạo điểm nhấn hình ảnh cầu vàng Hương Thịnh. Ngoài ra, cư dân có được đặc quyền tại hồ bơi Olympic, sân tennis, cà phê ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, quảng trường nhạc nước, phòng gym, đường nội khu rộng lớn tạo không gian hoạt động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cùng không gian cắm trại ngoài trời trong lành. Do nằm trong nơi có vị trí chiến lược về giao thương giữa các vùng, sở hữu các tuyến đường huyết mạch trọn vẹn về đường bộ và đường thủy. Mỗi ngày, nơi đây đều diễn ra sự luân chuyển hàng hóa giữa các thương nhân từ các vùng sôi động. Do đó, sống tại La Villa Green City không chỉ mang đến sự tận hưởng không gian sống xanh, an nhiên, mà còn là nơi thuận tiện giao thương sinh lợi đôi đường cho cư dân tương lai. La Villa Green City, nâng nhịp sống phồn hoa, đem đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.